Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 29 ngày 6 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng chủ trì hội nghị. Qua 10 năm thực hiện chỉ thị 29, nhìn chung công tác lãnh đạo của Thành ủy và chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố được thực hiện quyết liệt, sâu sát, từ đó tạo sự triển khai tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai quán triệt chỉ thị nghiêm túc, đề ra chương trình kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Việc triển khai thực hiện nội dung năm xây ba chống được các cơ quan khối đảng, chính quyền, đoàn thể đưa vào chương trình hoạt động thường xuyên, tính chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao, trách nhiệm cá nhân gắn với công việc được thể hiện rõ. Kỷ luật, kỷ cương được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, xử lý sai phạm trong thực thi công vụ. Các cơ quan đơn vị có nhiều cải tiến lề lối làm việc, hoạt động công vụ, quy trình công tác công khai, minh bạch, qua đó phát huy tính chủ động trong công việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các tiêu chí chuẩn mực đối với người cán bộ công chức, viên chức được xây dựng cụ thể đã tạo cơ sở cho việc đánh giá, giám sát thực hiện. Công tác cải cách hành chính của khối đảng, mặt trận, đoàn thể có nhiều chuyển biến. Cải cách hành chính khối chính quyền tiếp tục duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, nhất là thực hiện rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính. Cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ. Mức độ hài lòng của tổ chức và công dân qua đó đã cải thiện đáng kể chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, những kết quả đạt được qua thực hiện chỉ thị 29 đã góp phần khẳng định đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với thực tiễn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của thành phố, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Vẫn còn một bộ phận cán bộ có biểu hiện thờ ơ, vô cảm, nhất là tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, làm đủ chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức. Chính vì vậy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc kịp thời nhận diện và có các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng này là vô cùng cấp thiết trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở nội dung chỉ thị 29, Ban Thường vụ Thành ủy vừa qua đã thống nhất chủ trương ban hành một chỉ thị mới nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian đến, trong đó tập trung vào 8 nhóm giải pháp. Về nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và lòng tự trọng của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu ở từng cơ quan, địa phương, đơn vị trong cải cách hành chính và thực thi công vụ. Với cái lòng tự trọng của mình, khi làm việc mà để người khác nói rằng chúng ta thua kém, thì đây chính là cái lòng tự trọng mà chúng ta, mỗi chúng ta phải tự nhận thức được, tự thấy được. Đồng chí đi làm việc ở đâu, làm gì mà ai đó nói rằng chúng ta kém về năng lực, kém về bản lĩnh, đồng chí có chịu được. Đối với công tác cải cách hành chính, Bí thư Thành ủy đề nghị cần xác định các giải pháp lớn, cụ thể, trọng tâm để đẩy mạnh cải cách hành chính trong đảng và hệ thống chính quyền theo hướng giản lược một cách tối đa các trình tự, thủ tục, làm rõ trách nhiệm cá nhân của từng vị trí công tác. Vừa qua thì cũng có một cái ý kiến là bây giờ bảo rằng làm đúng đầy đủ, tức là phải quy định ra thêm các trình tự, thủ tục trong giải quyết công việc và làm đúng làm đủ theo trình tự đó, tức là đẻ ra thêm trình tự thủ tục. Tôi muốn nhấn mạnh ý này, nên là trong quy trình giải quyết đấy là phải giảm lược đi chứ không phải bổ sung thêm trình tự thủ tục, và phải xác định rõ cái trách nhiệm của từng cái vị trí việc làm. Công chức thì làm gì, lãnh đạo cấp phòng làm gì, lãnh đạo cấp sở, phó sở làm gì, giám đốc sở làm gì, tương tự như thế ở các cấp chính quyền. Một trong những nhóm giải pháp được Bí thư Thành ủy chú trọng đó là củng cố tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, tập trung hoàn thiện khung năng lực, vị trí việc làm của cán bộ công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, cải tiến quy trình quản lý, xác định rõ trách nhiệm đến mỗi cá nhân trong khi thi hành công vụ,
kịp thời điều chuyển, thay thế cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, kể cả người đứng đầu, khi có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Cùng với đó là điều có trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân, người đứng đầu trong việc rà soát, tự nhận diện những biểu hiện né tránh, đùn đẩy công việc, để tự soi, tự sửa và có các biện pháp khắc phục kịp thời. Thành tích thì cứ nhận là lãnh đạo, còn khi xảy ra vi phạm thì bảo đây là do tham mưu giúp việc bên dưới. Nếu bây giờ tự chúng ta không tự nhận diện, tự xác định và tự khắc phục các cái vi phạm hạn chế đó mà lại chờ cho cơ quan cấp trên, cấp ủy cấp trên vào kiểm tra, giám sát, phát hiện ra, xử lý kỷ luật thì khi đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cao hơn. Còn nếu chúng ta tự phát hiện, và tôi cho rằng cái biện pháp mà chúng ta tự nhận diện ra, tự phát hiện là những biện pháp tôi cho rằng là tốt nhất để chúng ta phòng ngừa, đúng theo tinh thần là phòng ngừa từ xa, không để những vi phạm nhỏ trở thành các cái vi phạm lớn. Thì như vậy chúng ta mới khắc phục một cách căn bản, triệt để cái việc này. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao danh dự và lòng tự trọng, quyết liệt vượt qua khó khăn để làm đúng, đầy đủ trách nhiệm của mình, mạnh dạn đề xuất và quyết định tháo gỡ các vướng mắc tồn tại của nhiều năm trước đây hoặc những vấn đề mới đặt ra nhưng có những mâu thuẫn trong quy định pháp luật hoặc các quy định không còn phù hợp. Để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra với động cơ trong sáng, vì lợi ích chung của người dân và vì mục tiêu phát triển thành phố. Dịp này, các tập thể cá nhân tiêu biểu đã vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu và xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới.